Anh Huy thưởng thức bánh bèo đi. Thử cái nghe. Ăn bánh bèo Huế, cái nói tiếng Huế. Bánh bèo này phải. Cái bột nó vừa mềm. Việt Nam ấy. Nhưng mà cái đặc biệt là cái nước này, cái nước chấm này. À, nước, cái nước mắm bình thường cái nước này ngon hơn nước mắm. Lần đầu tiên anh ăn cái này nghe. Vậy hả? Công thức chia sẻ này thì gửi đến các bạn là do má của Cam Thi, người Huế, hướng dẫn Cam Thi làm. Thôi cả nhà cùng làm với Thi nha. Rồi bắt đầu mình pha bột bánh bèo nha các bạn. Mình có bột gạo, một cấp bột gạo. Một cấp thì nó cũng tương đương với 200 gram. Một cấp. Nếu các bạn không có cấp này thì mình lấy cái chén cũng được. Rồi mình cần có một ít bột năng. Một muỗng canh bột năng tương đương với đến 15 gram. Rồi cũng cái cấp hồi nãy á, mình cho một cốc nước nước lọc. Không phải nước lạnh nha các bạn, nước bình thường thôi. Tại sao mình cho từ từ để tại vì mình không có muốn nó bị ốc trâu á các bạn. Ít nước thì mình làm cho nó dễ hơn. Mình cho vào một cốc nước sôi. Đều mình cho vào một chút xíu muối. Cho khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Mình cho chút xíu dầu ăn vào nha các bạn. Khoảng chừng một muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình quấy đều. Mình để bột nghỉ ít nhất là nửa tiếng cho đến một tiếng nha các bạn. Rồi nó lắng xuống. Nếu mà bạn nào không có thời gian á, mình quậy bột trước một đêm á, rồi mình để vào tủ lạnh á, sau đó mình chắc cái nước trong nó ra bấy nhiêu thì mình đổ lại bấy nhiêu cho nó khỏi hôi bột quá các bạn. Rồi ở đây thì có khoảng gần 1 pound tôm. Rồi tôm mình đã rửa sạch và bỏ một khoảng 1 cup nước á vào để mình luộc cái tôm này cho nó chín ha. Các bạn nhớ là lúc mà mình luộc tôm mình không có cần bỏ muối vào nha. Mình luộc không vậy đó. Chút nữa mình lấy cái nước luộc tôm này nè, mình sẽ pha nước mắm. Má mình người Huệ chỉ mình cái cách này. Rồi mình đậy lắp lại cho nó mau chín ha. Rồi tôm của mình đã sau khi vài phút đã sôi rồi. Bây giờ mình vớt cái tôm này ra ha. Mình giữ cái nước này để mình pha nước mắm nha các bạn. Mình vớt cái tôm này ra. Các bạn thấy cái gạch tôm á, nó ra cái nước này nè. Đó. Người Huế á, ăn bánh bèo là rất là độc đáo. Tại người ta dùng cái nước tôm để người ta pha nước mắm luôn. Người ta không có ăn nước mắm ngọt như là bên miền Nam. Bắt đầu mình sẽ lột tôm để mình làm tôm cháy nha các bạn. Đây tôm của mình sau khi đã lột vỏ sạch sẽ ha. Bây giờ mình bắt đầu mình xay. Mình bỏ vô cái xay của mình nha các bạn. Nếu mà mình không có cái máy xay này thì mình bỏ vào ziplock á, mình đập cho nó nát cũng được. Rồi mình đem mình xé khô. Xay cho nó nhuyễn. Rồi mình bắt cái chảo mình lên ha, mình để lửa nhỏ nha các bạn. Rồi mình không có bỏ dầu gì đó, làm cho cái chảo nó nóng. Mình để lửa trung bình nhỏ thôi các bạn. Rồi mình chà nó. Mình chà chút xíu nữa nó khô, nó sẽ bung. Mà chỉ là không có cần nêm, tại chút nữa mình ăn nước mắm nó cũng mặn rồi. Tiếp tục làm cho nó khô ha, lửa nhỏ các bạn. Sau khi mình thấy cái tôm của mình á,
nó đã khô ráo và bong lên như vậy nè đó, nhưng mà nó không có được đỏ thì mình bỏ chút xíu dầu màu điều nha các bạn, khoảng một muỗng cà phê. Các bạn nào có màu gạch cua bỏ lên cũng được. Đó, cái màu mình đẹp ha, đỏ lên đẹp hơn ha. Bạn trộn đều cho nó đều cái màu. Rồi cái tôm cháy của mình á, sau khi mình làm khô ráo nè, các bạn thấy không? Nhìn nó đẹp ghê chưa? Cái màu ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa, tại vì trong đây nó hơi sáng. Mình xếp cái chén của mình vào cái khay này. Rồi cái nồi nước của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình bắt cái vị này của mình lên. Mình để cho nó nóng cái chén này khoảng 2-3 phút nha các bạn. Thì mình đổ nó mới có xoáy được. Lúc mà các bạn để cái khuôn nóng á, thỉnh thoảng các bạn mở ra rồi bỏ cái hơi nước nó đi nha. Đừng có để cho cái nước nó vào cái khuôn của mình. Sau khi 2 phút, cái chén của mình đã nóng rồi đó. Mình bỏ bột vào. Mình muốn ăn dày thì mình đổ dày nha các bạn. Rồi đậy nắp lại. Từ 5 đến 6 phút khi mà mình thấy cái nó trong. Lúc mà cả nhà thấy cái nắp của mình nó lên nước nhiều quá thì mình thỉnh thoảng mình mở đổ cái nước nó đi nha các bạn. Mình đổ cái nước đó chứ không thôi nó vô cái bột của mình nó bị rỗ rỗ đó. Rồi mình đóng lại tiếp. Nếu mà cái khuôn mình bự thì 6 phút ha là nó được. Rồi sau khi 5 phút á mình mở ra nè. Mình thấy có bánh bánh bèo của mình nó xoáy tròn đẹp quá các bạn. Nó bị mờ. Rồi. Sorry. Đó, nó bị xoáy tại vì á nếu mà mình muốn nó xoáy thì mình để lửa càng lớn ha. Nước á thì ngập ngập hơn một nửa nồi ở dưới đó. Đó các bạn thấy không? Đẹp không? Giờ mình gấp nó ra ha. Đây là cái nước luộc tôm của mình hồi nãy á các bạn. Thấy cái màu màu gạch tôm nó đỏ không? Thì lấy ra được một cup mình cho vào. Nếu mà tùy theo mình muốn ăn mặn hay lạt thì nhưng mà theo khẩu vị gia đình của mình ha. Một muỗng tablespoon đó các bạn. Một muỗng này bằng với 15 ml nước mắm. Nước mắm hiệu này nè. Các bạn cũng lưu ý là độ mặn lạt nó khác nhau á. Mình lấy hiệu này, ba con cua. 2 muỗng rồi, bây giờ thêm 1 muỗng canh nữa, lân lân đó các bạn. Rồi. Là gần 3 muỗng ha các bạn. Rồi cho vào 1 muỗng canh đường cát. Rồi lúc này mình nêm nếm cho vừa khẩu vị ăn của mình ha. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn chút xíu nữa thì thêm chút đường. Rồi cái phần nước chấm của mình đã xong hết các bạn. Mình bỏ chút xíu ớt vào, ớt trái á, mình cắt lát lát mình bỏ thêm ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm dầu hành nha các bạn. Mình cho vào chút xíu muối. Mình cho một ít dầu ăn. Rồi mình bỏ vào microwave 20 đến 25 giây ha các bạn. Trước hết mình cho một miếng dầu hành. Ai ăn bánh bèo không? Mình nói tiếng Huế lâu quá không nói tiếng Huế á các bạn. Ăn bánh bèo này á mình nhớ cái cô gánh bánh bèo người Huế.
Ở Nguyễn Thiện Thuật anh hả? À, đúng rồi, có cái hồ đó. Trời ơi, bánh bánh bèo, bánh bột lọc. Cao, 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 phải không? Đúng rồi, gánh đó. Mình ăn nó rất là ngon. Mình chiều chiều á, là đủ thứ ha. Bột lọc rồi, đủ thứ lại đó. Rồi, bánh bèo mình sau khi bỏ mỡ và tôm cháy đã xong rồi, sẵn sàng ăn rồi ha. Nhưng mà có một thứ nữa là tóp mỡ. Ở đây á, mình không có tóp mỡ thì mình có thể thay thế bằng cái này nè các bạn. Costco nó bán á, nguyên một hộp bự vậy đó mà khoảng 10 đồng cái hiệu này nè. Đó. Mà ăn á, giòn lắm mà nó không có mặn nha các bạn, nên á, các bạn cũng có thể ai mà ở Mỹ á, biết Costco thì mình mua cái da heo này nè, nó nướng á, mình bỏ lên bánh bèo ăn nó giòn giòn giòn, ăn cũng ngon lắm, giống tóp mỡ vậy đó anh ơi. Ăn bánh bèo anh ơi. Mời cả nhà ăn nha. Anh Huy thưởng thức bánh bèo đi. Thử cái nghe. Ăn rồi. Bánh bèo Huế, cái nói tiếng Huế thôi. Bánh bèo người Huế. Hồi đó ở nhà mình người Huế nên ở xóm á, con nít nó chọc á là nhà bà gì? Bà Huế. Anh Huy á là hàng xóm của Cam Thi. Đó, anh hàng xóm Vui Tánh á. Huy biết hết à. Thử cái hai mami ha. Rồi. Này cho nên miếng này với lại cái pig skin ha. Để thay ra nghe không? Ngon. Cái bột nó vừa mềm. Cái tôm, cái tôm này gọi tôm gì? Tôm cháy hả? Cái pig skin. Ăn tôm cháy. Mình sợ cholesterol, mình không có ăn ăn tép mỡ thì mình pig skin này ăn tạm nó cũng thơm lắm. Giòn lắm. Giống Việt Nam á. Nhưng mà cái đặc biệt là cái nước này, cái nước chấm này. Cái nước mắm bình thường, cái nước này ngon hơn nước mắm. Lần đầu tiên anh ăn cái này nghe. Vậy hả? Cho anh miếng nó đi. Tại vì má chỉ cái này hồi đó cũng làm nhưng mà ăn với nước mắm ớt ngọt á. Anh hiểu không? Nên là lần đầu tiên anh ăn cái này trong đời luôn á. Vậy hả? Ủa? Chưa bao giờ ăn rồi hả? Ăn nước mắm thôi. Cái nước này đặc biệt tại người Huế không có thích ăn mà ngọt ngọt. Còn người Nam mình á, đúng thì rồi. Pha chế á, mình bỏ đậu xanh với lại đường nấu nước dừa nữa đó. Pha chế cái nước chấm này nó khác. Mommy, good job mommy. Wow. Thank you. Cái này ăn ngon hơn nước mắm á. Ai thích ăn nước mắm thì mình làm nước mắm ha. Ngon thiệt. Anh Huy thì không có thích ăn ngọt, vậy ăn cái kiểu người Huế rồi. Tại mẹ em cũng là người Lai Huế ha, ba người Huế. Cái bánh này nó có xoáy nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái xoáy đẹp ha. Ngon á. Cái bột cho anh nghĩ hả? Cái bột ngon chứ. Nó không nghe mùi bột nha các bạn. Đúng rồi, không nghe mùi bột. Nên là mình ngâm nước vậy á. Mà có nhiều người á, người ta nói ngâm mình đổ cái nước trong đi rồi nọ, cái đó thì kỹ thôi, nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn có cái bột mà hôi á thì bị vậy. Còn bột của Thi á chắc là mới hay sao á, mà mình không có đổ cái nước trong đi nhưng mà nó vẫn là thơm ngon ha, không có nghe mùi bột không ha. Bột. Mình ngâm một tiếng cái mình làm luôn á. Thôi mà nếu mà chắc muốn chắc ăn phải thôi làm cho chắc ăn, mình đâu có cái bột cũ bột mới gì đâu. Thì có thời gian mình làm vậy. Đúng rồi. Casey thì thích cái nước này hả con? Còn Tin á thì nó thích ăn cái nước mắm này. Một gia đình mà ăn khác nhau thấy không? Đó, hai đứa con cũng ăn khác nhau luôn. Casey thích nước tôm luộc của bà ngoại người Huế chỉ. Mẹ cũng người Huế chứ. Mà tại mẹ không nói tiếng Huế thôi. Còn Tin đó, Tin ăn chan nước mắm này á, Tin ăn lần mấy cái con? 20. Tiếng Việt là gì? 20. Tin ăn 20 cái. Tin thì nói về Việt Nam là đi vô đi Huế là Tin vô bánh 20? Này. Wait, legit? 20? 20 rồi. 20 bowls. Really? Ok. Hai đứa ăn ngon miệng nha. Yeah. Cảm ơn mẹ. Welcome. Rồi, Tin và Casey ăn quá trời nè.
Thấy sao con? Dạ ngon lắm. Ngon lắm ạ. À? Ôi ăn sạch bách luôn nè. Quá trời. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip này. Chúc cả nhà làm được thành công món bánh bèo chén Huế cho gia đình mình ăn nha. Và đừng quên ủng hộ Cam Thi bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Bye bye, cảm ơn cả nhà rất nhiều.